Cách chứng minh định lý Pythagore đơn giản mà các em học sinh cần biết. Định lý Pythagore phát biểu như sau. Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Chúng ta hãy quan sát hình bên dưới. Các em thấy video hữu ích, hãy like, share để ủng hộ kênh nhé. Toán Tư Duy Edison, xin chào và hẹn gặp lại.